Rồi, chào anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với kênh Hải Long. Sau linh kiện đi qua thì hôm nay lại tiếp tục lên video mới cho các bác nhé. Hôm nay sẽ có những mặt hàng mới nhé. Ví dụ như hôm nay em lấy được 5 thùng rồi. Quạt kia là quạt 220 của thằng Oric Rapan nhé. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Nguyên thùng, thùng ở dưới này. Một thùng có 20 cái à, lấy được có 5 thùng thôi ha. Với đèn hôm nay anh em nó đưa cho, để anh em bên dự án nó đưa cho được mấy chục cái đèn pha led 100W ha. Với một ít cái đèn led dây 12V ánh sáng trắng kìa. Cũng đưa được cho đâu mấy chục cái, trong một hộp thì chắc khoảng được 8-90 cái gì đó ha. Một cuộn 5 m. Rồi hôm nay lấy thêm được mặt nạ 3M này, mặt nạ phòng độc 3M này. Chục đôi, hơn chục đôi bao tay chống cắt cấp độ 5 của thằng Hàn Quốc này. Ở dưới kia thì sẽ có điều khiển từ xa này. Quạt, quạt kia quạt nhỏ kìa, quạt kia 12V, quạt này còn 220. Với ổ cắm phích cắm điện, kìm chết của Rodman. Với ở dưới kìa, dưới kìa, cái cuộn dây xịt nước với xịt thuốc từ sâu dài 50 m của thằng Kushiro Nhật Bản này, đợt này nó mới về được mấy chục cuộn đấy, lâu lắm rồi nó mới về. Ok ha, vì đợt này nó hàng họ bên Nhật về nó không có thông quan được nên nó không có hàng mới, kể cả CB điện, CB chống giật thì cũng gần hết rồi. CB chống giật bây giờ chỉ còn 30A, chống chập thì còn nhiều chứ còn chống giật là chỉ còn mỗi 30A. Mấy bác cứ hôm qua hôm kia đến giờ gọi điện hỏi nhưng mà loại lớn lắp tổng là hết mất rồi, bây giờ chỉ còn loại nhỏ là nhiều. Rồi ha, với cái ly cách nhiệt của Nhật đấy nữa ha. Ở dưới thì cũng còn nhiều mà em chỉ bưng lên đây một ít thôi để quay video nhé. Rồi, bây giờ sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một ha. Thì bác nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Cũng như là nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của shop ha. Số điện thoại mua hàng thì em để góc bên tay trái màn hình. Các bác có thể gọi điện hoặc là nhắn tin cho em ha. Số điện thoại thì chỉ có một số thôi nhé. Một số như góc bên tay trái màn hình video ha. Rồi ok, và đi bây giờ đi vào chi tiết từng sản phẩm một nhé. Rồi đầu tiên giới thiệu các bác là quạt. Quạt này là quạt 12 x 12, xài điện là 200 tới 220 V ha. Đây, hàng mới 100% nhé, hàng nguyên thùng mới 100% của thằng Oric thương hiệu nổi tiếng của Nhật rồi, hàng của Nhật ha. Xài điện 200 tới 220 V ha. Nó chỉ ghi hàng Nhật thì nó chỉ ghi tối đa là 200 thôi, còn mình xài điện 220 vẫn ok ha. Đó, hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Một thùng của nó được có 20 cái mà lấy được có 5 thùng. Chạy êm ru luôn á. Tít mù. Dây này thì dây dây này là dây lõi đồng, nó mạ liken nhé, chứ không nhìn nó màu trắng bạc này là nó mạ liken chứ không phải là dây nhôm đâu nhá. Đây. Này một số bác thấy cứ nó trắng trắng này các bác kêu là lõi nhôm, không phải nhé. Dây lõi đồng mà nó mạ liken á. Đây này, các bác có thể bóc ở đây là các bác nhìn trong nó có cái lõi đồng trong cái cuộn đồng. Nhìn nhìn video này thì nó hơn, mà nhìn video nó không có rõ. Các bác cứ bóc cái, nó có cái mạc này, bằng lấy cái tay bóc cái chỗ cái mạc, các bác nhìn bên trong là nó có cái cuộn 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 dây đồng á ha, thì là nó màu đỏ, một màu vàng á. Nhìn bên trong chứ còn quay video nhìn không rõ, trời nó hơi tối. Ok đấy, chỉ cần bóc cái này ra là các bác nhìn được cái cuộn dây đồng ở bên trong ha. Thì quạt này nó là quạt không chổi than, quạt không chổi than ha, xài điện 220, hàng của thằng Oric Nhật Bản ha. Để đo kích thước cho các bác, hàng này là hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhá. Kích thước là 12 cm này nhân 12 cm này, bề dày là 4 cm này ha. Tí nữa em sẽ test gió cho các bác ha. Quạt chạy rất là mạnh. Cái này thì nó là DAT 2023 nhé. Đây này, nó có cái tem
2023 này, ha. Ok ha. À, cái này thì vỏ của nó thì là bằng hợp kim nhôm, cánh thì cánh nhựa ha. Ok ha. Giờ báo giá này. Cái này nếu mà các bác mua lẻ thì sẽ là 100k một chiếc, hàng mới nha, hàng này hàng mới đấy. Cái trước cái lô của Hungary em đã bán hàng đã qua sử dụng, em đã bán 75.000 một chiếc rồi. Cái này hàng mới 100% nhưng mà hàng lại của Nhật nữa. 100k một chiếc. 100k một chiếc ha. Các bác lấy từ 3 chiếc trở lên thì em bao ship nhá. 3 chiếc 300.000 em bao ship ha. Phí ship một đơn cũng hết 30.000 rồi. Với tiền hộp nữa. Ok ha, 100.000 một cái. Bác nào mà qua nhà lấy thì bớt đi tiền ship cho các bác nhé. Em ở Nguyễn Thái Sơn, phường 5, Gò Vấp nhé. Lẻ là 100.000 một cái. Cộng phí ship các bác mua từ 3 cái trở lên thì em bao ship ha. Nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng rồi thanh toán nhé. Hàng này hàng mới, chưa qua sử dụng nhé. Dây còn nguyên cái đầu nó chừa lại về các bác. Âm dương các bác bên kẹp bên nào cũng được. Vì điện 220 nó là điện xoay chiều. Trừ những cái quạt mà nó xài điện DC một chiều cơ thì nó mới yêu cầu là đúng âm dương, chứ còn điện 220 điện xoay chiều nên âm dương đấu bên nào cũng được ha. Còn hàng này nó là hàng mới nguyên thùng ha. Có 100 cái thôi nhá. Một chiếc là 100k. Cái này quay rất là bốc nhá, rất là tít nhá. Công suất nó khoảng 15 16W ạ. Để em quay video test cho các bác nhé. Hàng mới nguyên thùng nhá, đây thùng này. Em rạch cái đầu trên cho này đó. Mới nguyên thùng, một thùng thì nó chỉ có 20 cái thôi, lấy được 5 thùng nhá. Đó. Ok ha, đó là quạt nhá. Rồi ha, em test cái quạt điện chạy điện 200 tới 220V của thằng Oric Nhật Bản ha. Công suất thì nó ghi ở đây cỡ 13 14W nhưng mà thực tế điện 220 lên thì nó phải tầm được 16 17W ha. Ok. Hàng mới nhá. Đầu này đầu hút, đầu này đầu hút, đầu này đầu đẩy, đầu này cho quay này. Đó, có nhìn ha. Đã, êm ru ha. Đó, để xa đây cứ khoảng tầm 50 cm nhé. Được chưa? Xài điện 220 thì công suất nó lên cỡ khoảng 20 mấy W, 22 W, gần 23 W ha. Ok ha, nghe tiếng gió rồi đó. Đây là em còn bỏ cái này nhé, gió nó thổi nó phà cái kia vẫn còn quay. Cái này nó còn quay tí nữa. Rồi, ok ha. 22 W. Rồi, tiếp theo cái này là ly cách nhiệt của Nhật Bản ha. Ly này thì nó giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh đều được nhá, nhưng mà nó sẽ giữ lạnh thì sẽ là tốt hơn. Và thứ hai nữa là nó không bị toát cái mồ hôi ra ngoài ha. Thì có gì để em sẽ làm cái clip so sánh em chèn vào cho các bác coi. Cái này thì nó giữ đá được cỡ khoảng từ 8 tới 10 tiếng ở ở cái nhiệt độ môi trường ngoài ha. Các bác cứ cho đá vào đấy 8 đến 10 tiếng sau đá không tan hết ha. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không bị chảy cái mồ hôi ra ngoài cái ly. Còn mấy cái ly thường, mấy cái ly uống bia thường thì cho đá vào nó lạnh nó sẽ toát mồ hôi ra ngoài và nó chảy xuống dưới thì rất khó chịu ha. Còn mấy cái này thì các bác uống bia, uống cà phê, uống nước ngọt cho đá vào thoải mái, nó không bị chảy ra ha. Thì cái này thì nó có nhiều màu, có 1 2 3 4 5 6 màu gì đó. Thì màu thì em sẽ chọn lượng ngẫu nhiên cho các bác nhé, vì số lượng màu nó không có nhiều. Màu sẽ lựa chọn lượng ngẫu nhiên cho các bác nhé. Để em chỉ mang lên đây một ít thôi, chứ còn em để dưới nhà quay video thì mang lên một ít thôi ha. Đó, dung tích của nó là 450 ml. Đây, như cái này. Đây này, bên siêu thị nó bán tới 2000 yên ạ. 2000 yên một ly này nó tương đương vào 1000 yên nó tương đương vào 200 ngàn tiền Việt. 2000 yên nó vào khoảng tầm 400 ngàn một ly nếu mà tính là tiền Việt nha. Dung tích là 450 ml này.
Đó, nó có ghi rõ là 450 ml này. Còn đây nó toàn tiếng Nhật thôi thì chả biết. Ok ha. Đó, hàng thì hàng mới nguyên hộp, hàng mới chưa qua sử dụng nguyên hộp nhá. Ok ha. Thì màu nước em sẽ giao ngẫu nhiên cho các bác nhé. Thì giá bán lên. Ok, để em báo giá cho các bác nhé. Các bác mua lẻ là 65k trên một chiếc ha. Các bác mua từ 10 chiếc thì em bao ship nhá, 10 chiếc là 650 ngàn em bao ship ha. Đợt này thì hàng nó về ít và giá nó đã lên rất là cao rồi. Vì hàng này là em phải cho về bên Cam xong rồi đi gửi trành xe về nên giá nó rất là cao nữa rồi mà em còn vẫn còn bán bằng giá năm ngoái. Chứ hình như là ly đợt này thì chỉ có em với bên thằng cu cháu kia nó có ít hơn nhưng thì hàng hàng này thì các bác mua lẻ là 65 ngàn một cái nhá. Các bác mua từ 10 cái thì em bao ship ha. Còn 65 ngàn một cái mà combo thì em chỉ cái này đơn này em sẽ chỉ nhận đơn từ 5 chiếc trở lên nhá. Nhận 5 chiếc trở lên. Mua lẻ một hai cái thì em không bán ha. Các bác mua thì mua từ 5 chiếc trở lên ha. Hoặc các bác mua kèm cái khác thì em mới bán nhé, chứ còn mua mua một cái hai cái là em mua lẻ em không bán nhé. Nói trước số lượng nó không có nhiều, 10 chiếc thì là 650k em bao ship ha, rồi còn lẻ thì cứ 65 ngàn một cái và nhận đơn từ 5 cái, 5 cái là 325 ngàn cộng thêm 25 ngàn tiền ship. Còn các bác mua từ 10 chiếc trở lên thì em bao ship ha. Ok nhé. Đấy, số lượng cũng không còn nhiều. Ly 450 ml á, 450 ml. Cái này có cái clip test cái giữ nhiệt á, so sánh với toát mồ hôi nào thì em sẽ chèn cho các bác sau nhé, chèn ở đằng sau video này nhé. Rồi clip test cái giữ nhiệt của cái ly cách nhiệt 450 ml ha. Thì đây là một cái ly thường thủy tinh. Đó, em vừa mới cho đá vào xong rồi nó đã tát mồ hôi, nó chảy nước ra ngoài này ha. Còn đây là cái ly 450 ml ha. Đó. Thì mới cho vào thôi, thì tí khoảng tầm 10 15 phút xong quay lại ha. Thì cái này là đá vẫn còn nguyên và nó không bị chảy mồ hôi ở đây ra ngoài, còn cái này tí nó chảy đầy ra ngoài. Đó, và đá nó sẽ tan rất là nhanh nhé. Ok, tí nó quay lại nhé. Rồi anh em để ý nhá, sau 10 15 phút thì cái này nó bị nhiễm nước ra ngoài này, nước nó chảy này. Đó, mà tát mồ hôi này. Ha. Còn cái này ha, không có một tí mồ hôi nào nhé. Đá thì vẫn còn rất là nhiều ha. Đó. Đấy, để nhiệt độ môi trường nhá, và em chỉ có đổ một xíu nước thôi. Đó, để một xíu nước vô đó. Ok ha. Đó. Ly này là ly Nhật. Ly giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh đều được, và giữ lạnh, giữ đá thì sẽ là tốt hơn ha. Đó, nó không có bị tan mồ hôi ra ngoài. Ok. Đó, còn cái này thì nó chảy nước tùm lum dưới này. Đó, uống bia, uống chè, uống nước ngọt, uống cà phê rất là khó chịu ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo, em có cái đèn này, đèn này không biết bữa vứt ở chỗ cái hộp. Đèn này tiền của Tajima nhé, đèn cầm tay của Tajima nhé. Độ sáng là 150 lumen. Chiếu xa thì có khoảng 2 mét mấy đó. Đây nó ghi 2 mét mấy này. Đó. Có hai chế độ sáng, sáng nhỏ với cả sáng lớn. Đây có hai chế độ sáng. Tajima nhé. Đây này. Nó sẽ dùng hai cục pin 2A thì phải, em nhớ không nhầm là dùng hai cục pin 2A thì nó cũng đóng siêu rồi em chả khá thằng nào. Đây độ sáng có hai chế độ sáng thấp là 50 lumen và chế độ sáng cao là 150 lumen. Đó, sẽ dùng hai cục pin 2A, pin thì tự mua nhé, trong này nó không có tặng pin đâu nhé. Rồi. 300k trên chiếc bao ship nhé. Đây giá cũ em vẫn còn ghi này. 300 ngàn một cái bao ship ha. Đèn cầm tay. Dài cỡ khoảng 17 18 xăng ạ. Thằng nói chung là mấy bác nhìn cái thương hiệu này các bác biết rồi, Tajima mà cái nó ghi là gì cơ, đây Beta gì đó. Đó rồi
Bác nào lấy cái này thì bác chỉ cần kêu là 150 cái đèn cầm tay 150 lumen nhá. Ok rồi, 300 ngàn. Em bao ship nhé. Hàng mới nguyên hộp vẫn chưa qua sử dụng đâu. Hôm bữa nào vứt vào trong cái thùng hàng tép. Ok có cái này hả? Còn đâu đèn đội đầu. Rồi tiếp theo cái đèn này là đèn pha led 100W ha. Đèn này đèn của dự án sân gôn đấy anh em, nó làm xong rồi thì nó đưa thêm được mấy chục cái đấy. Hôm bữa có lâu nó đưa được 100 cái, hơn 100 cái là bán hết rồi. Bữa giờ các bác cứ hỏi. Hàng này thì hàng của nước ngoài nhá, hàng này nước ngoài nha, toàn tiếng Anh thôi chứ không biết của nước nào, nó không có ghi made in gì đâu. Đèn pha led 100W nhé, với cả dưới kia nó có một cái thùng đèn đèn led 12V kìa, để nó trang trí cái hành lang. Ok lấy ra cho bác coi. Còn cái này có cái clip test rồi, đo kích thước cho các bác thôi. Xong rồi có gì thì chèn cho các bác cái clip test vào là xong rồi. Nói luôn cái mặt kính này là mặt kính cường lực nhá. Cái mấy cái video trước có cái hàng này là gửi đi đâu có mất khoảng bốn cái mặt kính này. Hôm nào mà gom lại đồ thì bán thanh lý sau nhé, bị vỡ cái mặt kính cường lực á. Rồi ha, thì cái này nó là mặt kính cường lực này ha. Ở đây thì IP66 là chống nước chống bụi nha, các bác để ngoài trời thoải mái nhé. Mặt kính cường lực cái chóa này, nhìn hàng xịn nó khác, công suất là 100W. Thứ hai nữa là cái mặt đằng sau này tất cả nó làm bằng hợp kim nhôm nhá. Nó dùng cái mặt đằng sau nó dùng cái hợp kim nhôm mà để nó tản nhiệt cho cái mắt led ở bên trong nhá, nên nó rất là tốt, rất là bền. Còn trên thị trường thì nó sẽ có những cái loại mà nó làm bằng nhựa giá thành rẻ nhưng mà chất lượng nó kém nha. Này bằng hợp kim nhôm nha, cạo cho các bác coi. Sáng bóng. Cái đèn led này nó rất là nóng, khi mà nó nóng lên thì nó sẽ dùng cái hợp mặt đằng sau này để nó tản nhiệt cho cái mắt led, nó mới không có bị giảm tuổi thọ, không bị giảm công suất nhé. Cái này thì chống nước chống bụi, các bác để ngoài trời thoải mái, các bác có thể làm đèn chiếu hành lang, chiếu sân vườn, đèn chiếu ngoài cổng nhé. Công suất thì 100W một giờ, các bác thắp một giờ thì nó mới hết 100W điện nhé. 1.000W, 1.000W điện thì mới là một số điện thì mới hết khoảng 2.000 mấy, 2.000 mấy thì tùy từng khu vực điện nó tính khác nhau nhé. Rồi thắp 10 tiếng thì mới 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 hết 2.000 mấy nhé. Rồi cái này em sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Có bề rộng này là 22 xăng này, bề này là 25 xăng này, 22 nhân 25 xăng này ha. Rồi với bề dày 5 xăng ha. Ok ha. Rồi này em báo giá cho các bác nhé, 250k trên một chiếc, em bao ship nhé, bao ship bao test luôn nha các bác, 250.000 một bóng, em bao ship bao test hết cho các bác nhé. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng luôn nhé. Ở đây nói luôn các bác lưu ý nhé, ở đây thì nó sẽ có 3 sợi dây, thì các bác chỉ đấu 2 sợi này thôi, sợi màu nâu với sợi màu xanh thì nóng nguội các bác đấu với nào cũng được. Còn cái sợi màu vàng á, là nó lối ra vỏ nhé, các bác đừng có đấu, các bác đấu vào sờ đây sờ mà các bác không biết, các bác đấu ở đây đấu pha nóng vào cái vỏ này, đèn nó không có sáng mà bật lên sờ bây giờ nó giật đó nhé. Nên lưu ý cái dây màu vàng này là cái dây mát tiếp địa, nhà bác nào mà dùng hệ thống tiếp địa thì mới đấu cái dây này nhé, còn không thì chỉ có đấu pha nóng với pha nguội vào 2 cái dây này thôi, nóng nguội thì bên nào cũng được nhé, chỉ đấu 2 dây này thôi nhé. Dây màu vàng này thì bỏ nhé, không nó giật. Hôm bữa các bác mua các bác cứ không biết, đã nói video rồi mà không để ý, bác ấy đấu 2 dây này, bác chụp hình bác đấu 2 dây này xong bác gọi điện bác chửi, bác kêu đèn đều này kia tao 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 thắp đèn mà nó không có sáng mà xào vào vỏ nó còn giật tao nữa. Nên không phải nhá, do bác đấu sai ấy. Nên là nói lại đấu sai thì bác kêu thôi tao già thì mày đừng có để ý, thì cái đấy em đâu để ý đâu. Các bác không biết gì hoặc là không rõ thì các bác cứ gọi điện, thì trên cái đơn hàng nó có cái số điện thoại của em rồi, gọi điện em hướng dẫn em tư vấn lại cho nhé. Đấu 2 sợi này thôi nhá, còn dây vàng thì bỏ nhá, lưu ý đó. Rồi đèn này rất là sáng luôn,
thì em sẽ chèn cái clip test cho các bác coi nhé. Số lượng có ba mấy bốn chục cái thôi nhá, không có nhiều nhá, vì hàng dự án nó dư ra nó không có nhiều. Mỗi dự án mà cộng spare sermon thì khoảng 10 đến 15% thì xong, mà còn bớt lại cho dự án để người ta spare nữa thì anh em nó dư ra nó có ít à. Rồi 250 ngàn một bóng em bao ship nhá. Cái này mà mua trên thị trường thì nó rơi vào khoảng tầm 300 mấy gần 400 ngàn một đèn ạ. Rồi ha. Ok, 200 rưỡi một đèn em bao ship, bao test nhá. Nhận hàng kiểm tra thắp test thanh toán nhé. Ok ha. Rồi video test đèn led 100W nha các bác. Đó, cái này thì lắp sân vườn hoặc lắp trước hiên hoặc lắp trước nhà, lắp trước cổng biệt thự ha. Công suất là 100W. Sáng trưng luôn. Đó, thấy không? Nhìn này, sáng trưng ha. Này nó rất là sáng nhé. Hơi nóng thì nhôm nó tản nhiệt hơi nóng thì cầm dưới này nè, rất là sáng nhé. Đó, sáng luôn, trưng luôn. Kéo lùi được không? Từ chỗ nhà em mà ra chỗ kia thì cứ khoảng 20 mét sáng trưng luôn nhé. Này các bác đi làm công trình cũng được ha. Để em zoom lại rồi. À. Sáng rực luôn nhé. Ok. Ok ha. Đó, dòm lên cho các bác coi nhé. Công suất 100W ha. Ok ha. Đó. Rồi tiếp theo này, về thêm được ít bao tay, bao tay chống nắng của Hàn Quốc thì nó sẽ có hai màu ha. Bao tay chống nắng Hàn Quốc có hai màu, màu màu xám, màu xám này với màu đen nhé. Đây Made in Korea nhé. Đó. Bán toàn hàng chuẩn chứ không có bán hàng tàu khựa gì đâu. Rồi cái này thì 20k trên một chiếc nhá. Có mấy chục cái đây à? 20k một cái, các bác lấy màu đen thì lấy, mà lấy màu xám thì lấy nhá. Các bác lấy 10 cái thì em bao ship ha. 20 ngàn một cái thôi. 10 cái thì em bao ship. Bao tay này nó rất là ôm ha, các bác có thể đi tập thể dục, đạp xe đạp, đi làm vườn như các thứ bác đeo vào đây, đeo cái áo cộc tay xong là đeo vào đây là được ha. Rất là ôm ha, và thoải mái nữa, thấm mồ hôi như các thứ ha, của hãng Aqua Korea ha. Đó. 20 ngàn một cái, đó là bao tay chống nắng nhá. Đây có chục đôi thôi nhá, đây dao nhá, một tí là như dao dọc cho các bác coi. Bao tay chống cắt cấp độ 5 của thằng Zeiser X500 này đó, size này là size L nhé. Cái này của thằng Hàn Quốc nhé, bên Korea, cắt cấp độ 5 nhé. Size này của nó là size L nhé. Thì cái này nó chống cắt và nó cách điện ha. Các bác làm trong ví dụ như máy mài, máy khoan, máy cắt, hoặc là các bác làm về điện mua một cặp an toàn luôn, cầm phá nóng nó không có giật nhé. Này cầm pha nóng không có được, do là nó đã được phủ một lớp BU cách điện này, cái lớp này lớp BU cách điện đó. Còn chống cắt là nó do cái găng tay này nó được dệt bằng cái sợi heli nhá, heli gì hôm bữa quên rồi, nó có là cái sợi chống cắt đó. Ok, đây em dọc cho các bạn đây nhé. Đấy, em lấy găng tay, em lấy dao giấy em dọc nhé. Ok các bác nhìn không bị đứt nhé. Ok chưa, không bị đứt nhé.
Ừ, hàng mới thì em không dọc qua đây, vì dọc qua đây thì nó có một cái lớp BU này cách điện nên nó sẽ có vết dọc ở cái cao su BU thôi. Thế còn cái bên trong thì nó sẽ không không đứt được. Đó. Dọc cái mặt đằng sau cho bác coi. Ha. Ok ha. Cái này bao tay này thì cỡ L nhé. Thì bác nào tay nhỏ tay vừa cũng đều được, với cái này nó ôm. Hàng mới chưa qua sử dụng. Anh em bên nhà máy cán đã đưa cho đấy. Chung mấy ông làm trong công nghiệp nặng thì nó sẽ được phát những cái bao tay này, máy móc về điện các thứ. Cái này sẽ có giá là 90k một đôi. 90k một đôi nha. Trên một đôi. Các bác lấy 3 đôi thì em bao ship nha. 90k một đôi. Các bác lấy 3 đôi thì em bao ship nha. Và có chục đôi thôi nhá, không có nhiều nhá. Anh em nhà máy cám nó đưa cho thì mỗi lần nó đưa cho được mấy đôi à? Đó. Ví dụ như là một tháng nó được phát 5 đôi thì nó dùng cỡ khoảng 3 đôi thôi, còn dư 2 đôi thì nó tích lại nó đưa một lần được 5-10 đôi thôi à. Đó, nó đưa cho thì kiếm tiền cà phê thôi ha. Đấy đã. Chứ một đôi như này mà mua trên thị trường nó cũng rơi vào khoảng 200 mấy 300. Rồi ha. 90k một đôi nhá. Các bác mua 3 đôi thì em bao ship nhé. Đấy, cái này với cả cái mặt nạ 3M kia thì anh em nó đưa cho. Rồi, đợt này nó đưa cho thêm được mấy cái kính này. Ok ha. Đây, báo giá luôn. Cái này chắc mua mặt nạ để em tặng đi. Đây thì nó, một bộ của nó gồm có là cái này thì em đã lấy, em xài rồi. Mặt nạ 3M ha. Mặt nạ 3M. Mặt nạ 3M này. Đó. Cái này thì nó sản xuất tại nhà máy 3M ở Thượng Hải, Trung Quốc nha. Thì cái thương hiệu 3M là mặt nạ 3M này của Mỹ, nhưng mà nó đặt nhà máy ví dụ như ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Thái Lan hay ở Ấn Độ gì đó. Đó. Hoặc là ở Hàn Quốc. Còn cái thương hiệu 3M là nó của Mỹ nha. Đồ 3M thì các bác nào xài các bác biết rồi, không nói nhiều nữa. Một bộ gồm có một cái mặt nạ này, hai tấm lọc này. Hai cái tấm lọc này á thì nó là lọc bụi mịn này, lọc axit, lọc khuẩn này. Đấy, thích hợp cho các bác làm mà hay làm trong những cái môi trường mà độc hại như sơn này, phun thuốc trừ sâu này, bả ma tít hay gì đó thì các bác mua một bộ ha. Đó, trong bụi môi trường khói bụi đó. Rồi ha. Thì cái này là em đã xài hôm bữa em sơn em đã xài rồi, em tháo nắp thành như này cho các bác xem luôn nhé. Chứ thực ra khi mà mua mới á thì nó sẽ có hai cái nắp này này, hai tấm này nữa này, hai tấm này là hai tấm lọc thô, gọi là hai tấm lọc thô, hai tấm lọc bụi ha. Đó, với đâu đây, một tấm lọc này, một cái bộ lọc này này, một bộ lọc này mới đắt tiền, bộ lọc này nó còn đắt hơn cái mặt nạ. Bộ lọc này em tra giá nó bán đến 350 một cặp, còn cái mặt nạ này kia nó bán cứ khoảng 300, hơn 300 thôi. Đắt là đắt ở cái bộ lọc này. Nó lọc bụi này, lọc không khí này, lọc vi khuẩn này. Đó. Có đợt thì anh em nó đưa cho bộ sản xuất tại Canada. Có đợt thì nó đưa cho bộ sản xuất tại Hàn Quốc, có đợt thì nó đưa cho sản xuất tại Trung Quốc. Thì đó. Như như đợt này là 3M sản xuất tại 3M ở Trung Quốc nhé. Mà được có mấy bộ đâu, được 4 5 bộ thôi nhé. Đấy thôi ha. Thì một bộ gồm có một cái mặt nạ. Đây còn có cái mặt nạ như này. Một cặp lọc với hai cái ốp thô ở ngoài nữa nhé. Với đợt này nó đưa cho được mấy cái kính bảo hộ này nhé. Kính này cho bác nào mà phun thuốc trừ sâu thì bao luôn. Để xé ra luôn nhé. Thì cái này thôi thì em tặng luôn. Xé một cái. Cái này thì nó làm bằng silicone nhựa mềm nhé. Đấy. Các bác đeo vào mặt. Cái này nó có một cái siêu lớp túi bóng ở đây, các bác phải tháo ra nhé. Nếu không nên nó có một cái lớp siêu để nó bảo vệ cái mặt kính này, các bác tháo nó ra nhé. Như hai mặt nó đều có cái lớp siêu, các bác lấy cái tay các bác tháo ra siêu túi bóng nhé.
này bịt, khi mà các bác phun thuốc sâu thì các bác bịt đeo vô, nó không bị phun ngược gió, nó cũng không có tạt vào mắt, không ảnh hưởng. Cái này em xé rồi đó, vậy thôi. Rồi ok, hai em báo giá luôn nhá. Thì một bộ phun như vậy ha là 350.000 một bộ, em bao ship và em tặng thêm một cái kính nhá, 350k, 50k chiều một bộ, bao ship và em tặng một cái kính nhá. Các bạn là nhanh tay thì còn nhá, có 4 5 bộ đấy nhá, 350.000 một bộ đấy, còn như này mới chưa qua sử dụng nhá, mới chưa qua sử dụng luôn nhá, với được tặng thêm một cái kính để các bác đeo phun thuốc trừ sâu nữa nhá. Đeo phun thuốc trừ sâu cũng được, hàn cắt cũng được ha. Cái này nó phun sai rồi đó, nhớ tháo cái siêu này ra ha. Cái này thì tháo ra được mà, cái này nên là nó chỉ có là một cái tấm nhựa mica thôi, nó này tháo ra này, tháo ra xong rồi nốt cái siêu nó ra nhá. Đó, 350.000 một bộ, em tặng thêm một cái mặt kính nữa nhá, bao ship ha. Nhận hàng kiểm tra hàng thì thanh toán có 4 5 bộ rồi thôi. Rồi tiếp theo còn ít tô vít của thằng Alex Nhật Bản ha. Cái này sẽ có cộng có trừ nhá, thằng Alex của Nhật có cộng có trừ. Hàng này hàng mới chưa có sử dụng luôn nhá, hàng mới 100% chưa có sử dụng luôn. Trừ thì nó là trừ 6, cộng thì là cộng PS2, dài 20 21 cm thì lẻ một cây là 80.000. Còn các bác mua một cặp thì là 150 một cặp cộng trừ nhá. Các bác để ý cái này nó là mã 19 nhá. Đây em lấy cho các đây. Đó như hai cây này đi. Đầu cộng mà là cộng PS2, trừ này thì nó là trừ 6. Đây, ăn lách nhỉ. Thì có cái nó còn cái mác tem này, có cái thì nó không có nhé. Nó không có cái thì nó ghi ở đây, có cái thì... ví dụ như cái này thì nó không ghi. Cái này nó không ghi ha, và nó cũng mất cái tem. Mất cái tem. Nhưng còn cái này thì nó còn cái tem nó dán đây này. Đó, hàng Alex thì nó sẽ có một cái tem nó dán, như cái này thì nó bị tuột cái tem nhé. Hàng thì hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Ở đây thì nó sẽ có ghi Made in Japan. Ok ha. Chôm vanadium hết nhá, hàng này hàng chôm vanadium hết nhá. Thì nó còn video trước cũng bán được khoảng mười mấy cặp rồi. Ok ha. Đó, lẻ thì 80.000 một cây, cộng trừ các bác lấy cây nào thì bác lấy. Còn các bác mua một cặp thì 150.000 một cặp ha. Hàng mới chưa còn sử dụng nhá, 20 xăng này. Dài 20 xăng ha. Là 20 xăng. Thì các bác mua một cặp cộng trừ như này là các bác xài nhà gia đình ngon rồi ha. Hàng mới. Còn con này nếu mà mua ở cửa hàng thì nó ra vào khoảng 250 một cây. Còn em bán thì chỉ có mất chục ngàn, nó cũng hàng mới. Ông ở cửa hàng thì nó có thêm được một cái mạc đó thôi, có thêm một cái mạc treo ở siêu thị thôi. Đấy ha. Như con này thì nó hai màu, màu này thì nó mất tem rồi nhé, nó có một cái tem dán ở đây giống như con này này. Như con này, cái này nó bị rớt này, có con còn con mất nhưng không phải con nào cũng có nhé. Rồi 80.000 một cây nhá, 150 một cặp ha. Rồi, các bác lấy thêm gì nữa thì em bao ship nhá. Đó, hàng em Long bán đi, hàng toàn hàng chuẩn, không có bán hàng tàu khựa nhé, hàng Trung Quốc, nói hàng Trung Quốc rồi. Hàng Trung Quốc bên bên kho nó chào vận này em có 55.000 một ký giao tận nhà, nhưng mà hàng đó các bác xài thì các bác vặn vài bữa là nó vài lần là nó tuét cái đầu này luôn ha. Còn hàng của Nhật Bản này, một là tuét ốc, hai là cái đầu này mà bóc vặn vào những cái con ốc inox hay là con ốc này nó cứng á, vặn nó quá tay hay là như thế nào á, thì nó cái này nó sẽ bị bể vỡ luôn nha, chứ nó không có bị tòe cái đầu. Một là ốc tòe, hai là con này nó sẽ bị gãy luôn, như kiểu giòn á, cứng nhưng mà nó giòn, nó sẽ bể luôn cái đầu. Đó, hàng xịn nó khác. Còn hàng Trung Quốc đó, là cái đầu nó không được tôi luyện hoặc là thép nó không có tốt đó, là các bác thấy là cái đầu này nó tròn ve luôn, tròn nó nhọn hoắt. Đó. Ok ha. Rồi. 150 một cặp, lẻ thì 80.000 một cây cộng trừ thì lấy cái nào lấy nhá. Hàng Alex của Nhật Bản nha. Ok. Tiếp theo. Tiếp theo em về được bộ điều khiển từ xa ha. Mẫu này mẫu mới nhá. Mẫu này thì rẻ hơn, công suất thì cũng bằng cái mẫu hotlet đấy, nhưng mà giá nhập về thì nó cũng rẻ hơn. À, hàng này thì hàng nội địa của Trung Quốc nhá, hàng Trung Quốc nhá. Đó, công suất là
điều khiển thì 1.000 m công suất thì điện 220 nó chịu tải được 3.500 W ha. AC thì 3.500 W. Đó. Loại này thì giá tốt hơn thằng Hotland luôn. Đó. Cái này thì nó sẽ dùng cái anten. Cái này điều khiển từ xa, các bác về các bác điều khiển bật máy bơm, bật tắt thiết bị, nói chung là máy bơm thiết bị hoặc là đèn đóm các thứ ha. Hoặc là dùng điều khiển mấy cái nào mà nó công suất nó lớn quá thì các bác dùng điều khiển cái khởi động từ thì bác dùng cái này được. Này có một cái remote on off thì ăn ở đây. Cái này thì có cái nút on off bằng tay nữa nhé. On off bằng tay thì các bạn ấn nút này nữa nhé. Ở đây thì nó sẽ có hai nút vào và hai nút ra. Nút số 1, số 2 á thì là đấu điện nguồn 220 vào. Cái nút số 3, số 4 á thì cái lấy là cái nút lấy nguồn điện 220 ra cho thiết bị cho tải. Cái nút màu đỏ này là báo đèn khi mà mình ấn on off, on thì cái đèn này nó sẽ sáng, off thì cái đèn này nó sẽ tắt đi nhá. Ok. Đó, đây có hai cái lỗ bắt ốc này. Đó. Rồi. Có hướng dẫn hết rồi nhé. Bây giờ báo giá cho các bác. Giá rất là ok ha. Cái này thì chỉ có giá là 190 ngàn một bộ, 190k trên một bộ thôi nha. Đó, lần này về giá tốt hơn, như cái bộ Hotlet kia thì nó mắc hơn. Bộ Hotlet đầu bán 250 ngàn một bộ, nhưng mà lần này thấy loại này hàng ok, chất lượng hơn, giá thành hợp lý thì nhập loại này nhé, 190 ngàn một bộ nhé. Hàng nội địa của Trung Quốc, công suất thì là 3.500 W, và cái này thì nó điều khiển được một khoảng cách là một cây số nhá, 1 km, ấn on off vẫn ok ha. Ok, sang cái khác. Rồi tiếp theo cái đèn này nó là đèn 12 W nha các bạn, à là 12 V. Đèn này đèn led dây 12 V ha. Thì 1 m của nó, 1 m của nó là có 120 cái mắt led này nhá. Đèn này rất là sáng nhá. Đèn này thì đèn này nó dùng, nó trang trí cái hành lang của cái dự án Sun Gold đó, thì nó dư đâu được 90 cuộn, anh em nó đưa được 90 cuộn ha. Ánh sáng trắng nhá, cái mắt này là ánh sáng trắng nhá. Ở chỗ này thì các bác có thể cắt đi được này. Các bác cắt xong các bác hàn ha. Điện 12 V đây nó cũng có, nó ghi này, trừ thì các bác đấu cực âm, cộng các bác đấu cực dương là đèn nó sáng nhá. Cái này thì các bác dùng cái nguồn 12 V, 12 V có khoảng 5A hoặc là 10A ha. Nguồn tổ ong cũng được, hoặc là nguồn nguồn khối đúc kia cũng được. Nhưng 10 12 V cứ khoảng từ 3 tới 5A là các bác thắp nhé. Đèn này nó sáng lắm nhé. Để có gì em thắp em test cho các bác. Đây thông số nó có ghi này, hàng này hàng xịn của nước ngoài nhé. Cái mã đèn của nó là 2835 này ha. 120 mắt led trên 1 mét, điện 12 V, CU cái nói là nói đồng nhé. Cái nói dây của nó trong ấy là một cái bảng pan led này này, bảng này này. Nó bằng đồng. Và đằng sau nó có cái keo dán để cho các bác dán nhé. Thường thì em thấy mấy cái loại này là mấy ông hay làm cái đèn chiếu sáng ở bếp á, cái đèn đế bếp á, thì dùng cái mặt này này. Một cuộn này là 5 mét nhé. Cuộn này 5 mét, các bác có thể lối được mấy cuộn lại với nhau, nó có cái dây lối này. Đầu trên có, đầu dưới cũng có. Thì cái màu đen là cực âm này, màu đỏ là cực dương này. Các bác cứ đấu đúng cực thì là đèn nó sáng, đấu cấp ngược cực là đèn nó cháy nhé. Lưu ý. Dây màu đen này là cực âm, dây màu đỏ là dây cực dương nhé. Tí nữa em sẽ test điện 12 V cho các bác coi. Rồi báo giá nhé. Hàng này của nước ngoài nhé, không phải hàng Trung Quốc đâu. Đó, toàn tiếng Anh không thì không biết của thằng nào luôn. Vỏ hộp cũng ghi toàn tiếng Anh thôi. Rồi ha. Các bác lấy một cuộn thì sẽ là 50 ngàn một cuộn nhá, 50k trên một cuộn. Các bác lấy 10 cuộn thì em bao ship nhá. 50 ngàn một cuộn, các bác lấy 10 cuộn thì em bao ship nhá. Ok.
50.000 một cuộn. Các bác lấy 10 cuộn bao ship, số lượng có khoảng 90 cuộn. Một cuộn này thì dài 5 mét nhé. 1 mét thì nó có 120 cái mắt led nên nó rất là sáng. Hợp cho các bác làm đèn trang trí, làm đèn chỉ ở mấy cái trần thạch cao á, cũng như là làm cái đèn led dán cho mấy cái đít của cái bếp á, giống như cái mấy cái đèn led kia em đang làm kìa. Nhưng mà đèn led kia của em là 1282B RGB. Đó. Đèn này thì qua bộ controller giống như mấy cái này của em. Trông vậy đèn led led này thôi chứ mắc tiền lắm ấy. Đó. Vậy nhá. Cái này thì 50.000 một cái, các bác mua 10 cái em bao ship ha. Số lượng có khoảng 90 cái một thùng này, nhưng mà chỉ có 90 cái. Điện 12V ha. Ánh sáng trắng. Ok ha, mình xem cái khác. Rồi, em quay test cho các bác coi cái đèn 12V nhá. Đèn led 12V một cuộn 5m nhá. Thì 1m của nó là gồm có 120 cái mắt led nhá. Nên nó rất là sáng. Đây em quay tắt hết đèn đi rồi quay cho các bác coi. Đó, em trăng lên đó. Thì em đang dùng cái bình 12V như cả. Nó rất là sáng luôn nhá. Cái này thích hợp cho các bác làm đèn trang trí, hành lang, đèn led đuổi. Nó có mấy cái controller thì dùng cái để nó cho đuổi cái mắt led nó sáng, nhìn trông đẹp lắm. Hoặc là làm cái đèn chiếu sáng ở dưới cái bếp cũng được. Thải điện 12V. Dùng nguồn tổ ong hoặc là bình ắc quy hoặc là nguồn 12V đúc nhé. Rồi ok ha, rất là sáng luôn. Có 50.000 một cuộn. Ok. Rồi tiếp theo, kim chết của Rodman. Đợt này lại về thêm được mấy chục cái. Rodman thương hiệu của Mỹ nhé. Đồ cơ khí thương hiệu Mỹ loại giá bình dân. Hàng của Rodman thì cũng làm nhiều đồ cơ khí lắm. Kim này là kim chết. Thép thì thép CRV nhé. Kim này thì cái độ mở miệng này của nó thì là 5 xăng nhé. 5 xăng. Mở miệng tối đa 5 cm ha. Giá thì là 100k một chiếc, trên một chiếc nhá. Có Rodman 100.000 một chiếc. Các bác lấy từ 3 chiếc trở lên thì em bao ship nhé. Lấy 3 chiếc thì em bao ship. Còn lẻ thì cứ 100.000 một cây nhé. Rồi. Tiếp theo, cái này nó là bánh xe của Nhật nhá. Hàng này chưa qua sử dụng luôn nhá. Số lượng cứ khoảng tầm 200 bộ nữa là hết rồi. Mấy clip trước thì bán nhiều lắm. Thì cái này để em đo kích thước cho các bác nhá, một bộ bán theo bộ nhá, một bộ 4 cái này nhá. Một bộ 4 cái này thì là 60.000 nhá. Các bác lấy 10 bộ em bao ship nhá. Đâu. 60.000 một bộ. Các bác lấy 6 bộ bao ship, các bác lấy 10 bộ thì tặng thêm một bộ nhá. 6 bộ thì bao ship, 10 bộ thì tặng thêm một bộ ha. Cái này thì bánh sẽ là bánh xoay hết nhá, bánh xoay 4 phía hết nhá. Đó, và cái bánh này thì nó sẽ có cái khóa khóa bánh. Khóa lại thì nó sẽ không chạy nữa nhá. Tải trọng một bánh là 25 kg, 4 bánh tổng cộng là 100 kg ha. Đây thì nó dùng cái ốc M8 nhé. Các bác về các bác mua thêm con tán các bác bắt vào nhé. Đây là sao? Rồi. Hoặc làm cái bát. Tiếp theo nữa là đo kích thước cho các bác nhé. Cái kích thước bánh này thì nó cũng vừa thôi. Đây. Cỡ 45 nhé. 45 sang chiều cao là tới cái bè này. Còn chiều cao tới con tán này nữa thì nó 6.5 sang nhé. Gần 7 sang. Bề rộng này thì gần 4 xăng nhá. Đó thôi, đo qua cho các bác cái thích hợp. Các bác làm hôm bữa có bác lấy 40-50 bộ á, bác ấy kêu là tao về tao làm mấy cái bánh xe đẩy cây cối ở trên cái sân thượng, lúc nào mà rời đi cho nó dễ, với để ở trên mấy cái kệ nó nước nó không bị thấm.
vệ sinh nó cũng dễ nữa. Đó. Đấy ha, bánh này thì nó là bánh mới luôn nhá. Bánh mới luôn. Của thằng Shinhwa nhá. Như các bác xem ở mấy video trước là em còn giữ cái thùng á, là bánh này của thằng Shinhwa Nhật nhá. Ok. Rồi tiếp theo đây. Sang cái này đi cho nó nóng. Về được mấy chục cuộn nhá. Đó. Cái này thì nó là ống nước xịt, các bác dùng để xịt nước hoặc là tưới cây nhá, hoặc là phun thuốc sâu. Mà cái này em nghĩ là dùng cho phun thuốc trừ sâu ạ. Thì ok ha, vì cái này một cuộn là nó dài 50 mét. Ống này thì nó là ống của ông bố nhá, ông bố nhưng mà không phải bố sắt đâu. Bố này thì nó là bố bố dù. Đây, để rạch. Có bố bên trong nhưng mà bố nhưng mà không phải bố sắt, bố dù. Một cuộn này thì là 50 mét nhé. Ok, này nó ống này thì nó mềm, ống này nó mềm nhá, mà khi bị gấp lại nó không có bị gấp cong mà nó sẽ có cái độ uốn. Đây nó sẽ bấm bố hai đầu cho các bác rồi. Bố thì sẽ có một đầu đực và một đầu cái nên các bác có thể nối hai cuộn lại với nhau nhé. Thành 100 mét đều ok ha. Ok ha. Thì có những cái vân bố này. Đó, nó sẽ có những cái vân bố. Vân bố này là vân bố dù nhé. Nếu mà bố sắt thì các bác bẻ này không được đâu, bố dù nhé. Rồi. Đó, một đầu đực, một đầu cái nhé. Một cuộn thì 50 mét, nặng một cuộn này nặng 6 ký rưỡi. Trước thi thoảng nó cũng về được mấy chục cuộn mà lâu lắm rồi, đợt này nó mới về nhé. Đó, một đầu đực, một đầu cái. Đầu thì đầu đồng thau rồi nhé. Cái lỗ này thì nó là phi 8.5 mm nha. Đây này, nó có ghi này. Nhìn đèn nó hơi có lóa một xíu đây. 8.5 mm nha. Lỗ lỗ trong 8.5, còn cái bề ngoài của nó là 13 14 13 14 mm thì đó ha. Chịu áp suất là 3000 PSI ha. Đó, Japan này, ghi hết ở ngoài ống rồi nha. Kushiro K6 nha. Đó vậy thôi. Số lượng không có nhiều, có mười mấy cuộn này nhá. Em báo giá luôn cho các bác nhé, 650.000 một cuộn, em bao ship nha, 650k trên một cuộn. Cái này 650.000 một cuộn, em bao ship luôn nhá. Ok ha, 650.000 một cuộn, bao ship. Số lượng không có nhiều nhá. Một cuộn này là dài 50 mét, tích hợp cho các bác về dùng làm phun thuốc trừ sâu hoặc là dùng để lắp vào mấy cái bơm bơm nước nhỏ. Ok ha. Dài 50 mét một sợi là. Rồi. Số lượng có ít thôi. Rồi, tiếp theo ha. Cái này thì ổ cắm đúc với phích cắm đúc nhé. Cái loại phích cắm đúc này thì nó sẽ có một cái đèn báo đây này, khi mà các bác cắm vào điện 220 á thì cái đèn này nó sẽ sáng còn nó báo cho là nó đang có nguồn nhá. Chỉ có tháo ba con ốc này thôi thì đấu hai cái sợi dây đồng ở đây ha. Đồng này thì nó là đầu đồng. Rồi, cái này thì mà cái này nó là bằng nhựa dẻo nhá. Các bác dùng búa các bác đập nó cũng không có bể đâu. Cái này sẽ có giá là 20k một chiếc. 20k một cái phích cắm đúc nha, cái này gọi là phích cắm đúc thì 20k một cái. Còn cái ổ cắm đúc này á, thì sẽ có giá là 50k một cái. 50k một cái ha. Thì cái này nó sẽ các bác có thể cắm được phích cắm tròn, phích cắm dẹt, thậm chí nó có những cái chuẩn của Úc, của Mỹ, của Nhật gì đó, các bác đều cắm vào đây được ha. Có mấy cái chuẩn mà mấy cái chuẩn của nước ngoài nó khó chịu lắm. Nó bẻ cong cong xéo cứ 35 độ cái chân nữa. Thế nó là dùng cái này, nó dùng cái này thì gồm có 1 2 3 4 5 5 đầu. Đầu này thì các bác đập ốc vào đây. Bắt cái này thì mình bắt nếu mà không có tia thì các bác chỉ cần đấu hai cái chân này thôi nhé. Hai chân này cực âm cực dương. Cái chân này là cái chân te thì không ấy thì các bác bỏ nhé. Đấy thôi. Xong các bác luồn dây cho các bác đóng nó lại.
Rồi. Ở đây thì nó sẽ có một cái kẹp. Bắt kẹp ở đây. Bắt giữ lại cái dây. Đó, hàng thì hàng nhựa nhựa dẻo rồi nên các bác đập cũng không bể. Với xong là bác lấy cái khuyên này, các bác gài xuống đây cho nó không có bị tuột. Nó có một cái khuyên này. Và lấy cái khuyên của các bác gài xuống cái rãnh này là nó giữ chắc ở đây ha. Được không? Cái này thì 50 ngàn một cái nhé. Ổ cắm đúc. Này gọi là phích cắm đúc nhé. Rồi. Tiếp theo. Còn một ít quạt này ha. Quạt này là quạt 12V DC. Quạt này quạt bảo rút nét không chổi than. Nhưng mà quạt này là quạt 12V ha. Hàng này hàng tháo máy. Nó chỉ có bụi thôi. Xài bóng bi hẳn hoi ha. Cái này nó sẽ có 3 dây thì các bác xài dây dây màu đen, dây màu đỏ thôi nhá. Màu đen là cực âm, màu đỏ là cực dương, còn dây màu trắng thì các bác bỏ. Cái này thì có kích thước là 8 x 8 cm nhá. 8 x 8 cm. 8 này. Nhân 8 cm này. Ha. Và bề dày của nó là 3,5 cm tính cả cái khung sắt này nhé, nó có nguyên một cái khung sắt đó. Rồi cái này á thì thích hợp cho các bác làm mấy cái quạt tản nhiệt cũng như quạt hút cái quạt hút mùi, quạt hút thiếc thôi nhé. Chứ còn một số bác hỏi em là dùng cái quạt này để làm quạt quạt mát thì có được không, thì không nhé. Vì cái quạt này nó ăn dòng rất là thấp, này công suất nó nhỏ thôi, công suất của nó có 0,08A. Các bác chạy mắc tải của nó chạy maximum nó ăn có 0,08A nên cái lượng gió nó thổi nó cũng không có được nhiều, với cái loại này nó nhỏ, cánh nó nhỏ. Vậy ha. Rồi thì cái này combo 5 cái là 75 ngàn nhé. Combo 5 cái. Hàng trước khi gửi cho các bác là em đã test hết cả rồi, bao chạy hết cho các bác nhé. Chỉ sợ gửi đi hàng nó bị bể vỡ thôi, chứ còn hàng thì bao test bao chạy hết cho các bác nhé. Hàng thì tháo máy đã qua sử dụng rồi nhé. Có bụi thì các bác vệ sinh thêm nhé. Có cái có cái không cái nào thì các bác về các bác lấy cái chổi các bác lau đi cho em nhé, chỉ có bụi thôi nhé. Đó. Thì combo 5 cái là 75, bán combo 5 cái thôi nhá. 5 cái là 75 ngàn, các bác lấy hai combo thì em bao ship nhá. 75 ngàn một combo cộng thêm 25 ngàn tiền phí gửi hàng. Các bác mua hai combo thì là 150 ngàn, em bao ship luôn ha. Đó, bán giá ok hết các bác đây. Cái này thì này X-Fan, Brunet Fan đó, 12V DC này. Trong này nó chạy vòng vòng bi nhá, này vòng bi nhá đó. Có thấy cái vòng bi nhỏ nhỏ không? Đấy, vậy nên nó chạy nó rất là êm. Ok ha. 5 chiếc là 75 ngàn. Các bác mua hai combo trở lên thì em bao ship nhá. Vậy thôi. Rồi thì em cũng xin dừng cái video tại đây nhá. Thì số điện thoại mua hàng thì bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em theo số điện thoại mua ở bên góc bên tay trái màn hình ha. Cũng như là bác nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ em ha, cũng như là nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của shop ha. Rồi thì em xin dừng cái video tại đây nha.